Chào anh em, nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái nước cảm ứng điện từ báo rung dành cho bộ môn chơi bầu cua tài xỉu. Nếu anh em nào đã từng chơi qua đồ thì anh em biết cái cảm ứng ống xanh. Những ngày xưa anh em đi chơi là cái cảm ứng ống xanh này nó bị rung loạn, rung không đúng nhịp. Đôi khi anh em vào xong anh em không cảm nhận được cái nhịp rung của nó, đôi khi anh em còn thua ngược. Thì bây giờ có nước cảm ứng điện từ bên công ty chúng tôi đã tối ưu từ cái cảm ứng ống xanh của ngày xưa anh em nhé, bây giờ không còn rung loạn. Đấy, đánh đồ này thì cực kỳ là chuẩn, cực kỳ là cơ động anh em nhé. Thì bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em cái nước cảm ứng điện từ báo rung dành cho bộ môn chơi bầu cua. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách bôi và cái luật rung của nước cảm ứng điện từ này. Thì một bộ đầy đủ của cái nước cảm ứng điện từ này gồm một cục rung và một lọ nước cảm ứng anh em nhé. Thì cách bôi của nó là có hai cách. Đấy, anh em có thể là lùa được hột vào thì anh em có thể là bôi trước ở nhà anh em nhé. Nếu anh em nào không lùa được hột vào, anh em bôi một chút ở đầu ngón tay này, như này vừa đủ anh em này, em thoa đều. Đấy, đối thủ sẽ không biết mình chơi nước cảm ứng anh em nhé. Anh em bôi đồng một mặt. Đấy, ví dụ anh em bôi bầu thì anh em chỉ bôi bầu thôi. Bây giờ tôi sẽ bôi thử bầu cho anh em này. Đấy, anh em bôi bầu nhá. Đấy, lưu ý anh em, nếu anh em mà bôi lệch ra nó sẽ bị rung loạn. Đấy, nhịp rung của nó sẽ không rõ ràng, anh em sẽ bị lộn anh em nhá. Thì nước cảm ứng này khi anh em sử dụng không hết, anh em đem về anh em để xa tầm tay trẻ em anh em nhá. Đấy, nhiều anh em cũng hỏi tôi là bôi này nó có lộ không. Đấy, anh em lưu ý nhá, cái nước này cực kỳ là thấm nhanh, em bôi chỉ cần 40 giây đến 1 phút là nước khô. Đấy, và có thể là bắt được vào cục rung với em nhá. Nước 40 giây đến 1 phút là nước sẽ có tác dụng anh em nhá. Đi cùng nó là một cục rung. Đấy, anh em đi chơi là anh em mua 2-3 quả pin này anh em này, mua tầm 2-3 quả anh em nhá. Đây, để anh em mà cơ động, khi mà hết anh em có thể thay luôn. Đây, tôi sẽ để cái này ra cái đĩa này để cho anh em cảm nhận nhịp rung của nó. Cái rung này cực kỳ là êm anh em nhé, cực kỳ là êm, nên là anh em yên tâm đối phương bên cạnh sẽ không phát hiện được. Tôi sẽ thử nam châm này anh em này. Đấy, khi tôi bôi ra này, nam châm cũng hít này anh em này. Đấy, chơi đồ này thì anh em yên tâm rồi. Đấy, lưu ý với anh em, cục rung đa năng cũng không bắt được cái nước cảm ứng này anh em nhá. Nhiều anh em hỏi đấy, cục rung đa năng có bắt được không anh? Đấy, cái này là cục rung đa năng không bắt được, vì cái chất cảm ứng của nó chỉ còn là 40-50% anh em nhá. Còn 50% chúng tôi đã tối ưu bằng cái chất hóa học khác. Đấy, thế nên là cái nhịp rung của nó cũng rõ ràng, và cái cục rung đa năng cũng không thể bắt được anh em nhá. Bây giờ nước cũng đã có tác dụng rồi, bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em nhé. Thì cứ có bầu là nó sẽ rung anh em nhé. Với tôi bôi mặt bầu, cứ có bầu là máy sẽ báo rung thì anh em đánh bầu. Trường hợp nếu không có bầu, anh em có thể đánh những con khác, tỷ lệ thắng cho anh em vẫn đạt được tầm 6-70% anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em này. Không rung anh em nhá, thì tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ là ví dụ, nhưng mà theo tôi sẽ đánh ví dụ như nai và tôm. Cái tiếng này tôi có thể đánh nai và tôm. Đấy, mở ra anh em này. Đấy, tôm này anh em này, tôm hai con anh em nhá. Đấy, cứ có mặt bầu nó máy sẽ báo rung, nếu không có bầu nó máy không báo rung anh em nhá. Thì anh em đánh những con khác. Chơi đồ này là tiên tiến nhất bây giờ rồi. Máy không rung anh em nhá, thì tôi nghĩ là ví dụ những tiếng này anh em có thể là đánh những con khác, ví dụ anh em đánh cá hoặc là nai. Đấy, cá hoặc nai hoặc cua anh em nhá. Đấy, cá nai cua thì theo tôi thế thì tỷ lệ thắng cho anh em vẫn đạt tầm 6-70% nếu mà máy không báo rung anh em nhá. Tôi mở đây. Đấy, vẫn có tôm anh em nhá.
máy báo rung anh em nhá, thì chắc chắn nó sẽ có bầu rồi. Tôi đánh sai con bầu như này, tôi đảm bảo cho anh em cái đồ này là tuyệt đối không bao giờ có sai anh em nhá. Tôi đánh sai con tiếng bầu này, tôi mở đây. Đây bầu này anh em này. Tôi tuyệt đối luôn anh em nhá. Sóc cho anh em tiếng nữa này. Tiếng này là không có bầu, máy không báo rung anh em nhá. Đấy, tôi sẽ đánh là ví dụ như nai này. Anh em này, đánh nai. Đấy, không có nai anh em nhá, tiếng này sai. Không có bầu anh em nhá. Thì tôi nghĩ nó sẽ về nai hoặc là cá anh em nhá. Thì tôi đánh nai và cá này, tiếng này máy không rung. Tôi sẽ đánh nai vào cá này. Đấy, ra một nai anh em nhá. Để thắng vẫn là tầm 6-7% anh em nhá, nếu máy không báo rung. Máy báo rung anh em nhá. Tôi đánh Hà Nội bầu tiếng này. Tôi chắc chắn cho anh em luôn, tôi đánh Hà Nội bầu này. Đấy, chắc chắn luôn anh em nhá. Cái đồ này là đồ công nghệ cuối cùng của bầu cua rồi anh em nhá. Ngày xưa anh em chơi cảm ứng, tôi cũng nói luôn với anh em, ngày xưa chúng tôi làm thẳng vào hạt cho anh em. Đấy, như cái chất cảm ứng ngày xưa nó chưa được tối ưu, thế nên là anh em vẫn xung loạn. Bây giờ chúng tôi làm ra cái này để cho anh em đi chơi, anh em cơ động, cứ thế anh em vui thôi. Anh em có thể là chủ động trong cái việc của anh em lùa đồ anh em nhá. Rồi tiếp này, tiếng này tôi sẽ đánh Sài Gòn bầu anh em nhá, tôi đánh Sài Gòn Hà Nội bầu, tôi đánh sẽ đánh cả hai thành phố lớn luôn. Mở này, bầu này anh em này, chứ cực kỳ là chuẩn xác. Cho cái đồ này thì anh em yên tâm, cái công nghệ cuối cùng của bầu cua. Thế nên là anh em lưu ý khi anh em chọn lựa đồ thì anh em phải tìm những cái đồ mới nhất bây giờ để anh em mua anh em nhá. Đấy, máy không báo rung thì tôi sẽ đánh tiếng này, tôi đánh theo cảm tính nhá. Tôi sẽ đánh là cua tôm anh em nhá, tôi sẽ đánh cua tôm. Tôi mở này, ôi, ba tôm anh em này, ba tôm luôn. Đấy, chơi đồ này tôi test tiếng cuối cùng cho anh em này. Máy không rung anh em nhá. Anh em có thể tôi sẽ đánh tiếng này là tôi nghĩ nó sẽ về bầu cá nai anh em nhá, bầu cá nai. Đấy, tôi sẽ đánh bầu cá nai để xem tiếng này nó như nào. Đấy, ví dụ máy nó không báo rung anh em có thể đánh những con khác, anh em có thể chọn ba con. Đấy, thì chắc chắn nó sẽ về anh em nhá. Tôi mở này, tôi đánh bầu cá nai anh em nhá, tôi sẽ đánh bầu cá nai này anh em này, nai có này, bầu không có này, mình vẫn đạt được tỷ lệ thắng anh em nhé. Thì anh em nào có nhu cầu, anh em lên cơ sở, anh em test hàng trực tiếp ở khu vực miền Bắc, anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình, anh em vào nhà, anh em test hàng. Khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông, anh em vào nhà, anh em test hàng trực tiếp. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.